ngày 15 tháng 6, 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích. Hai chị em cũng rất kiên cường, vượt qua ca đại phẫu thuật nguy hiểm nhưng nhân văn nhất trong đời. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Sâm Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.